Hi hey, mọi người, ta nói giữa đêm mà hẹp một vịt lộn á Lặn loại đường xa xách cái mông đi mua một chục trứng về ăn nè Cái chị bán trứng cũng thương mình ghê, luộc trứng nóng cho mình luôn nè Cho kèm rau răm với muối và ớt rất rất là nhiều luôn Bây giờ mình bày ra dĩa bắt đầu mình ăn thôi nha Ý quên bây giờ mình pha muối trước nha mọi người Đựng cái là mình mua nhiều lần nên cái chị bán cũng quen cho mình muối rất là nhiều luôn Ớt và rau răm cũng rất rất là nhiều luôn nha Ăn hết chục trứng, rau răm vẫn còn, muối và ớt vẫn còn luôn Xong rồi bây giờ mình mời mọi người ăn với mình nha Tuy là trứng hơi nóng thiệt nhưng mà rất rất là thơm nha và dù mình chế biến nhiều món cỡ nào thì không thể nào mà qua được cái món hộp vịt lộn luộc này nha ăn vừa thơm cái nước hộp vịt lộn thì vừa rất rất là ngọt luôn tuy là mình mua mùi trứng thiệt mà mình không biết là mình ăn hết mùi trứng hay không bình thường thì mình ăn tầm 5 trứng là đã no rồi cút lộn thì mình ăn được rất là nhiều nhưng mà hộp vịt lộn thì mau no lắm mọi người và mình cực kỳ mê cái mề trong hộp vịt lộn luôn nha nó cứng cứng giòn giòn nhai rất là đã miệng có nhiều người nói ăn hộp vịt lộn ban đêm á không có tốt nhưng mà đa số người ta đều rất rất là thích ăn hộp vịt lộn vào ban đêm vì cái sự nóng hỏi cũng như cái sự ngọt của nó mọi người hay là đi ăn ăn xả xui một hóa trứng gì đó và hôm nay mình cũng hên ghê mình mua trứng nào cũng có cái mẻ hết trơn đặc biệt là cái con rất rất là nhỏ luôn cái lòng đỏ thì rất rất là nhiều và mọi người có công nhận một điều là tuy là bán hộp dịch lộn nhưng mà sẽ có chỗ ngon chỗ dở nha mình ăn nhiều chỗ rồi thì có chỗ luộc á thì rất rất là bở luôn nên không phải cứ bán hộp vịt lộn ăn là thấy ngon đâu mọi người giống như bình thường mình tự mua về luộc mình ăn mình thấy không có ngon bằng người ta luộc á cái này là mình thấy theo cảm nhận riêng của mình thôi nha không biết là mọi người có thấy giống mình không